ngồi thế này rồi em vênh tóc. Em sợ là tại vì có phải câu này là chuyện đổi giới tính hay ta. Em đang tắm trong nhà tắm thì nghe ở ngoài la làng lên, em không biết chuyện gì hết, xong rồi đi ra ngoài thì thấy đang ngồi trên giường. Em ơi, con rắn kìa, con rắn kìa. Mà tất cả bị bầm tím luôn. Bây giờ thì chỗ này và chỗ này và chỗ nào tắt, chỗ nào nữa tắt, chỗ này nữa. Chị thấy chỗ này không bị bầm tím luôn. Tôi gặp cô dâu thì xinh quá đúng không? Gặp chú rể thì có gì đó nó lạ lạ. Không biết ảnh có phải là người Việt Nam không ta? Chào anh. Em chào anh. Thấy chưa, người Việt Nam mà. Người Việt Nam mà, đúng không? Nè, anh là người Việt Nam chính hiệu đúng không? Anh phải nói sao ta, em... Anh đoán là em là người nước nào vậy? Ôi, như vậy là không phải người Việt Nam rồi. Chị đoán nha, chị đoán. Chị đoán là... là em là người Nhật đúng không? Dạ không. Không phải. Nhưng mà... em là người gì? Hàn Quốc đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Thấy chưa? Bởi vì nói tôi nghi đâu là có đó mà. Rồi mời anh giới thiệu về mình. Dạ. Em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Và chào quý vị khán giả mà xinh gái và đẹp trai như thế này. Và em tên là Sejun và Hồ Lạ Ưng. Và hiện em đang là quản lý cho một công ty sản xuất ở Bình Dương. Và em năm nay 31 tuổi. 31? Dạ. Trời ơi, em trẻ quá vậy. Chị nhìn em, chị tưởng em cỡ 25, 26 thôi. Mời em. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Dạ, em tên là Thái Hòa, năm nay em 27 tuổi. Hiện là em đang làm thiết kế cho một công ty thời trang có thương hiệu là Haiti Lifestyle Your Way. Thái Hòa là với Sejun là gặp nhau trong trường hợp như thế nào? Kể thì hơi dài một tí. Cách đây 4 năm thì trong một lần em đi gặp khách hàng ở quận nhất thì em, thật ra trước đó thì em không có dùng Zalo, nhưng mà tự nhiên hôm đó thì em mở Zalo lên thì tự nhiên anh này vào nhắn tin kêu: "Chào em, anh là người Hàn Quốc đang học tiếng Việt." Thì mới đầu em cũng hơi nghi ngờ, xong rồi vào xem hình ảnh của anh thì thấy mà rất là ngu và để tâm anh ngố, nhưng mà nhìn mắc cười lắm. Nên là em mới tò mò nhắn tin trả lời anh. Rồi khi nào mới hẹn đi cà phê? Nhắn tin cứ qua lại thì khoảng một tháng. Thì lúc đấy là vào Giáng sinh năm 2013 ấy chị. Thì em, tại vì em thấy là anh này ở Việt Nam một mình thì rất là buồn, nên là em muốn rủ đi chơi Giáng sinh cùng với nhau. Nên là em đã nhắn tin là: "Anh có muốn đi chơi Giáng sinh chung với em không?" Thì anh này đồng ý luôn. Thế là em hẹn anh là gặp nhau ở cà phê Trung Nguyên trên đường, trên chỗ vòng xoay Hàng Xanh ấy chị. Thì gặp nhau ở đó, anh này đến trước. Thì em tới gặp, tức là nhìn thấy chồng em, nhận ra ngay. Tại vì mặt ngu quá. Lúc nào cũng ngu, giữa tình trạng ngu. Và ấn tượng ban đầu nữa là em tưởng anh là gay. Tại vì khép nếp giống như là cô gái nhút nhát, giống như gái mới về nhà chồng. Ồ vậy hả? Ngồi khép nếp như thế nào? Và nói chung là ngồi thế này rồi em vênh tóc. Tại vì cô bất ngờ là bởi vì cô bất ngờ là ngồi thôi là đã muốn bị hiểu lầm rồi, còn vén tóc nữa. Chun, bạn có thiệt là vén tóc không hay là em đùa? Em chỉ đùa thôi. Rồi còn em thì em nhìn thấy cô này thì em có ấn tượng đầu tiên là như thế nào? Lần đầu tiên em thấy vợ em vào quán cà phê là em thấy rồi. Em thấy vợ em nhưng mà nhìn bề ngoài là rất là nữ tính và xinh gái và mặt cũng đẹp. Em thấy là chắc là dám nói cũng sẽ mà như phụ nữ, đúng phụ nữ. Mà tự nhiên, nhưng mà sau khi nghe dám nói của vợ là em bất ngờ và vỡ mồm luôn. Tại sao vỡ mồm? Dám nói như trai, dám nói như dám nói. Và sau khi nghe dám nói như thế này là em hơi... Hết hồn và sợ luôn. Lúc đó em sợ là tại vì có phải cô này là chuyển đổi giới tính hay ta? Rồi. Bao lâu thì bắt đầu yêu nhau? Nhanh lắm. Nhanh là bao lâu, mấy tháng? Đúng một tuần sau, đúng đêm giao thừa. Trời ơi, tức là đúng quá. Trong... Dạ. Tức là tới Tây đó phải không? Dạ, đúng rồi. Đó là Noel, từ Noel tới tới Tây. Dạ. Ai là người chủ động tỏ tình? Đúng 3 giờ sáng ngày 1 tháng 1 là năm mới, em sang nhà mà vợ em ở và đứng trước cổng và em alo vợ em là ra khỏi nhà đi, là em xuống trước cổng đi.
em tới rồi, em đang đứng đợi em. Ồ, thật ra cái khúc này nó hơi gây cấn một tí là trước đó là em rủ anh qua nhà em thì để ăn tiệc giao thừa chung với bạn em, mà anh không qua. Anh đi chơi với bạn của anh. Mà lúc đấy em xỉn rồi, em xỉn mất tiêu rồi thì anh gọi em xuống dưới nhà xong rồi quay ra nói với em. Em, anh không biết người Việt Nam tỏ tình như thế nào nhưng mà anh chỉ muốn nói là anh thích em. Nói thế thôi. Xong rồi em thì lúc đấy hơi đơ một tí nhưng mà không phản ứng gì cả. Em chỉ nói là giờ em không có trả lời anh được. Xong rồi anh kêu ok, vậy thì cứ như vậy đi. Rồi tính tiếp, sau này tính tiếp. Thì là tự nhiên quen luôn. Mà ở trường nào quen nhau bao lâu rồi? Dạ 4 năm rồi. 4 năm? Dạ. Lấy nhau thì bao lâu? Dạ 6 tháng. 6 tháng, mới đây thôi đúng không? Dạ đúng. Như vậy là yêu nhau là 3 năm mấy? Dạ đúng. Vậy thì trong thời gian đó có nhiều kỷ niệm gì về tình yêu, những kỷ niệm gì đáng nhớ không? Có một lần đám cưới em họ em ở dưới quê thì anh cũng về cùng. Em cứ nghĩ là dưới quê thì đông người lạ này kia thì anh sẽ sợ, sẽ hơi ngại một tí. Nhưng mà thật ra xuống tới nhà em thì anh quậy banh nhà em luôn. Xuống là bắt ba mẹ em phải uống rượu mà quàng tay nhau uống rượu. Rồi đến lượt chú thì em cũng bị, các anh chị em cũng bị luôn. Rồi phải ôm nhau uống rượu làm đủ trò. Nói chung anh ép mọi người làm hết. Xong đến hồi một hồi sau tìm anh không thấy đâu hết trơn. Quay ra thấy đang đứng ở cửa chào nhà gái tiếp chuyện rồi này kia, trong khi giống như là đại diện vô lão trong nhà vậy. Rồi trong thời gian yêu nhau có cái gì trục trặc không? Dạ có. Ừ, có lần nào mà đòi chia tay nhau không? Thật ra có đúng một lần trong 4 năm. Có đúng một lần là cãi nhau đến mức mà chia tay. Lý do? Dạ, tại vì là lúc đấy tự nhiên nói là anh yêu, anh quen em nhưng mà thật ra là anh sẽ không bao giờ kết hôn. Lý do? Và em rất là giận. Lý do? Lý do lúc đó là tại vì lúc đó em không có suy nghĩ là định cư ở đây, không có ý định là định cư ở đây. Và tại vì lúc đó kinh tế cũng không ổn định. Và cũng không biết là em chừng nào về Hàn Quốc lại. Thì tại vì mẹ vợ ở Hàn Quốc nên em không biết là chừng nào về. Nếu mà có việc thì em phải về. Vợ em giận hờn, giận rất là lớn mà. Dạ xong rồi em đi về quê. Nhưng mà không biết sao anh liên lạc được với bố em và chị em. Rồi cứ nhắn tin với mọi người. Xong rồi em về quê thì thật ra nhà em rất là bênh. Anh cứ đổ lỗi là tại con dữ quá, rồi bắt nạt nó rồi này kia các thứ. Tất cả mọi tội lỗi là do em. Xong rồi mẹ em buồn khóc luôn. Dì em cũng vậy. Tiếc, tiếc con rể. Lấy nhau được 6 tháng. Tháng rồi. Đúng chưa? Thì hai bạn về ở chung nhà với nhau 6 tháng. Vậy thì có những cái tật xấu gì mà nó xì ra không? Là để em kể tất cả điểm xấu của vợ. Nhưng mà là cho kể cả nước Việt Nam biết. Là không có giải đâu, chỉ có hai điểm xấu. Thứ nhất là vợ em lười tan. Ở dơ. Bình thường là vợ em thì làm việc đến 11 giờ khuya, là 12 giờ khuya là mới về nhà. Em thấy vợ em mệt quá nên em cứ nói là vợ ơi, vợ cứ đi tắm trước đi. Đi tắm trước rồi là quay về là mình tắm chuyện nhá, mình tắm chuyện đã nhá. Mà vợ thì cứ lười tắm và anh ơi, nếu mà anh muốn em đi tắm, em muốn em đi tắm sớm thì anh đếm từ 1 đến 100 đi. Thế thì em mới chịu đi. Thế thì em cũng chịu được rồi, là em đếm từ một đến 100 rồi 1, 2, 3 đếm 100 rồi, mà vợ em cũng bắt em hôn 100 cái nữa, hôn 100 cái, hôn 100 cái nữa là mới chịu đi. Rồi em không chịu được nữa rồi, hôn 100 luôn, hôn 100 cái nữa luôn, nhưng mà vợ cũng không chịu đi. Là lúc đó em mệt mỏi và tự nhiên khùng lên và giận lên thôi. Bây giờ đi, nếu mà em không đi tắm bây giờ là em không tắm chuyện với em nữa. Vợ em mới chịu đi nữa. Mới chịu đi. Dạ. Tiếp tục đi Xuân. Điểm xấu thứ hai. Điểm xấu nữa hả? Điểm xấu thứ hai của vợ em là vợ em, tại vì vợ em làm nhà thiết kế thời trang nên có một bệnh nghề nghiệp. Bệnh nghề nghiệp. Dạ đúng rồi. Là mỗi lần là cứ mỗi lần mà đi đám cưới hoặc là đi mà đi chỗ nào mà phải mặc đồ diện đẹp, diện đồ đẹp thì em tự lấy đồ và em mặc đồ. Thì mà em thấy đồ nào mà đẹp thì em mặc đồ. Rồi nhưng mà vợ em tự nhiên đứng ở xa xa rồi là nhìn qua một cái là vợ em nói anh gu thời trang của anh thế nào mà mặc đồ kiểu kỳ cục vậy. Nói như vậy. Em mặc đồ thế này là không đẹp hả? Rồi để em thay đồ nhá. Rồi em thay đồ một lần. Em thay đồ một lần nữa. Rồi là em cũng liếc mắt là quan sát ánh mắt của vợ. Là vợ em cũng quanh tay rồi là nhìn thế này và hay là để mắt của anh là để trang trí thôi hả?
Để chăm chích tôi hả? Em mắc kiểu gì kỳ cục vời mà. Nuôi như vậy nữa. Em cứ thêm một lần nữa. Phải thay quần hay là phải thay áo ta? Rồi. Vợ ai nói cho vợ ai lấy sẵn cho chồng cho mặt đi mà. Anh không có tay hay là không có chân hay là em tự mặc đi. Mà thay 10 lần xong nữa mà vợ em cũng không chịu luôn. Thế thì lúc tôi mới chịu đi lấy sẵn cho vợ đi lấy cho chồng. Trong mỗi lần mặc đồ mà khó kiểu dữ dạ, vậy. Dạ đúng rồi, là mất một tiếng cãi rồi. Đi tới nơi chắc tại cưới tan hết rồi đó. Ô trời ơi. Rồi bây giờ tới em đó Thái Hoàng. Dạ. Thật ra là cái này thì em không biết có phải là tật xấu hay không, nhưng mà chồng em thì lúc nào cũng muốn nắm tay em. Đi đâu cũng nắm tay, nằm ngủ nghỉ, đi chơi ngồi gì cũng nắm tay hết. Nên là nhiều lúc là một bên thì nghe điện thoại nhưng mà tay thì nắm tay, nhưng mà tay này mà muốn làm gì đó thì lấy tay em kẹp nách xong rồi làm gì đó. hoặc là dùng lấy tay em, ví dụ ngứa chỗ nào đấy thì lấy tay em gãi, giống như là đồ à, tức là cái tay của em giống như đồ gãi. Dạ, đúng. Cái đồ gãi giống như đồ gãi lưng đó. Dễ thương em hay thương. Vậy lắm. Xong rồi còn cái nữa là sợ dán. Em đang tắm trong nhà tắm thì nghe ở ngoài la làng lên, em không biết chuyện gì hết. Một tiếng la thất thanh. Một tiếng la thất thanh. Đi ra ngoài thì thấy đang ngồi trên giường. Em ơi con dán kìa, con dán kìa. Trời ơi, chỉ đơn giản là lấy tờ khăn để bắt nó thôi, nhưng mà la làng như vậy. Rồi còn gì nữa không? Dạ. À, em nhớ ra một tật xấu của vợ em nữa. Là gì? Rồi bây giờ mới nhớ nữa hả? Cắn mà bị bầm tím luôn. Chỗ, bây giờ thì chỗ này và chỗ nào ta? Chỗ nào nữa ta? Chỗ này nữa. Chỉ thấy chỗ này không? Bị bầm tím luôn rồi. Không, không. Không phải cái này là tay nào. Bây giờ em mong muốn vợ em thay đổi gì? Muốn vợ em thay đổi hả? Ít cắn. Nói hơi dịu dàng nữa. Tại vì nói dịu dàng đó. Dạ đúng rồi, tại vì vợ em thường... Em lúc nào cũng dịu dàng mà. À như vậy là giả tạo. Đúng là giả tạo. Còn em? Còn Hoàng, có muốn xả mình thay vợ thay đổi điều gì? Chỉ có một cái, đó là anh thì bình thường anh hay bám em lắm. Tức là về nhà không có chịu đi chơi với bạn, nhưng mà cứ bám lấy vợ thôi. Nhiều khi em thấy anh không có bạn, rất là thấy... Thương. Nếu mà không, đúng rồi, rất là thương. Nếu mà không có em thì anh không có bạn để đi chơi. Và em chỉ mong muốn là anh sẽ ra ngoài giao tiếp nhiều hơn. Open ra. Dạ đúng rồi. Thậm chí em rủ anh đi karaoke 3 năm trời anh mới chịu đi. Em năn nỉ 3 năm trời mới chịu đi. Nhưng mà hát rất là hay. Em có thể hát một câu, một đoạn nhạc nào đó đi tặng chương trình và tặng đặc biệt cho Thái Hoài. Hát bài mà em. Thật ra em hát dở nhưng mà để em đặt cho một bài hát. Chắc là mình đứng lên mình hát đi cho nó dễ. Trời ơi, cuối cùng thì cũng chịu hát. Em yêu cầu 3 năm thì bạn rất là yêu cầu có một chút thôi. Có nói bài lời gì trước khi hát không? Em xin lỗi quý vị khán giả trước là em hát dở. 늘 혼자 외면하고 혼자 후회하고 늘 휘청거리면서 아닌 척을 해도 사랑이란 놈 그 놈 앞에서 언제나 난 늘 웃음거릴 뿐 사랑해 널 사랑해 불러도 대답 없는 멜로디 가슴이 멍들고 맘에 눈은 멀어도 다시 또 발길은 그 자리로 사랑해 널 사랑해 제 멋대로 왔다가 자기 마음대로 떠나간다. Anh nghe saranhe là anh yêu em phải không? Dạ đúng rồi. Đó. Đúc kết lại cái bài hát này là em tổng kết lại bằng một cái hành động gì đó. Saranhe đi. Đó. Ok. Thay mặt chương trình là tụi chị chúc tụi em lúc nào cũng hạnh phúc như thế này nha. Thầy rất cảm ơn tụi em đã đến với chương trình. Dạ, cảm ơn Jun, cảm ơn Thái Hoàng. Dạ, chút nữa chúng ta sẽ gặp lại. Dạ. Dạ. Rồi. Rồi em. Rồi. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Tôi tên là Aaron, hay là nhiều người còn gọi là Thành ha. Em 41 tuổi. Em là người Mỹ. Em cũng nói tiếng Việt được. Em ở Việt Nam 14 năm rồi. Ở Sài Gòn. Công việc em là? Dạ em cũng làm phim. Sân khấu. Mà em? Dạ em tên là Nhã Uyên.
Em năm nay 28 tuổi. Em bây giờ cũng làm phim. Tụi em mới mở công ty chung với nhau. Hai bạn gặp nhau ở đâu và tình yêu của bà, hai bạn bắt đầu như thế nào? Anh muốn kể hay em kể? Em cứ kể chứ đi. Thật ra là em với Aaron đó là lần đầu tiên gặp nhau là ở nhà bạn trai cũ của em. Là ông đó cũng người Mỹ luôn. Anh đó là với Aaron là ở chung nhà với nhau. Ở đây? Dạ đúng rồi, ở Việt Nam ở đây. Đây là bạn gái cũ của bạn cùng nhà cũ của em. Nhưng mà cái chuyện tình của các bạn bắt đầu là như thế nào? Thì lúc đó là em đang yêu anh đó mà. Thì anh đó mời qua nhà, hai đứa đang ngồi phòng khách chơi với nhau rất là vui vậy nè. Thì bình thường thôi, tự nhiên ông này ổng đi ra khỏi phòng mà ổng mặc mọi đu lót thôi à. Em là để tóc dài. Mà có khi là dài tới đây luôn á. Dài tới đây luôn. Nó xù ra, nó xù ra. Mà ổng đi khền khàng nhưng khùng vậy đó. Mình thấy ổng mình sợ quá, tại ổng bự con, mà ổng mặc đồ lót thôi ổng đi ra. Cái mình nói dạ em chào anh. Cái ông bị rung á, ông bị khớp, ông sợ quá, chạy cái dán vô trong phòng lại. Tại quê đó, là bị quê đó. Tại vì á là em chia tay cái anh kia chắc cũng khoảng gần một năm rưỡi sau. Thì lúc đó là, tại vì lúc đó tụi em đã vô đạo rồi, em với ảnh là cùng một đạo với nhau. Thì anh này ảnh làm một vở kịch, mà em lúc đó là dancer, và em là vũ công á. Thì ảnh mới mời em để làm biên đạo múa cho cái vở kịch của ảnh. Em mới về nhà em suy nghĩ, lúc mà em làm biên đạo cái vở đó em mới suy nghĩ, ông này ổng hiền, dễ thương, đẹp trai và độc thân, sao mình không cua ông ta? Đó là em nghĩ là em muốn cua ảnh. Thì em mới lò dò hỏi ảnh là anh ơi, anh có bạn gái chưa, tình cảm anh sao? Thì ổng cũng thật thà lắm, ổng tâm sự với em, nói là anh mới thất tình. Mà cái cô này cũng là làm trong nghề luôn, cô diễn viên mà rất là dễ thương, rất là nhẹ nhàng, ngọt ngào thế này thế kia. Bánh bèo. Bánh bèo. Thì lúc đó em mới nghĩ là thôi chắc không cua mình nên thôi dẹp, không cua ổng nữa. Còn bạn thì lần đầu tiên bạn ấn tượng về cô gái này thì đó là điều gì? Thì cái ấn tượng, thật sự ấn tượng đầu tiên là lúc mà nhờ Uyên làm biên đạo của vở kịch của mình. Thì thấy vừa không những là nhảy đẹp, cũng có một cái thẩm mỹ nghệ thuật bất ngờ. Lần đầu tiên trong đời mà mình khùng mà có người khùng chung với mình. Bình thường em ngồi rảnh rảnh thì ngồi em hát im lặng. Cái bạn này thường là những cái bạn trai khác của em, không nghe anh em bị khùng hả, sao em hát gì kỳ vậy, em biến thái hay sao ngồi em hát gì kỳ vậy. Chỉ có một mình ông này, ông là bùm chắc bùm chắc bùm chắc bùm chắc đó, tại vì tại vậy đó. Tức là em cua Uyên một tuần là em biết là sẽ lấy nhau. Đúng rồi, dựa vào đâu? Uyên không phải đúng cái mẫu người mà em tưởng là em sẽ lấy, bởi vì em tưởng là em sẽ lấy một người mà ít nhất là phải rành tiếng Anh, ít nhất là phải đi dù nước, bởi vì đó là một điều quan trọng đối với em. Nhưng mà Uyên là con gái quê, mới lên đúng nghĩa với quê luôn, em là Châu Đốc, lên thành phố là em biết vậy thôi hết, không đi chỗ nào khác hết á. Nhưng mà có một cái điểm chung là cùng một kiểu khùng với nhau. Đúng rồi, cùng một điểm khùng với nhau. Đúng rồi, có nghĩa là ở bên cạnh người này mình có khùng mình cũng không có ngại, và mình có thể nói hết tất cả những cái thói hư tật xấu, hay là mình sao là mình như vậy đó. Nhưng mà đến bao lâu thì mới cưới nhau? Khoảng 10 tháng. Dạ 10 tháng thì cưới 10 nhau. 10 tháng. Vậy thì trong 10 tháng đó thì hai người có ở với nhau trước hay không? Sống thử á. Sống dạ thử không? Với nhau. Tụi em không xong thử không không luôn, bạn này là còn chinh đến khi lấy em luôn. Hả? Đó thì không tin, nhưng mà sự thật là vậy. Đúng rồi, 37 tuổi mà còn con trai. Đúng rồi, tay giữ cái đời trai của mình chứ. Nhưng mà em có thắc mắc vì sao mà anh ấy lại giữ một cái trinh tiết của mình là như vậy không? Dạ em không thắc mắc, là tại vì em đã từng là một người rất ăn chơi, nhưng mà em muốn là một mình trở thành một người tốt hơn. Thì bởi vậy em mới quen anh này và lấy anh này. Ủa các em là đã có em bé chưa? Dạ có một bé, bé năm nay bây giờ là được 14 tháng rưỡi hả? 15 tháng rồi. 15 tháng hả? 15 tháng rồi. 15 tháng. Cưới nhau được bao lâu? Dạ 4 năm. 4 năm ở chung nhà với nhau. Aaron có phát hiện cô ấy có tật xấu gì không? Không có tật xấu nào hết á. Một con người hoàn hảo. Nói dối. Cái bà cô hậu nói dối. Nè, chương trình này là không cho phép nói dối. Thì có một cái tật xấu là Uyên rất là nóng tính. Có thể là cộng nhau, hay là có thể đã từng đâm vô một cái cửa sổ mà bể luôn cái cây sổ trong đấm chứ không phải đấm. Đấm là lụi đó. Quên. Nói chung em rất là nóng tính. Em nhớ là đợt đó hai mình cãi nhau chuyện gì đó, mà cái cửa phòng tắm á là nguyên cái gương bự giống vậy nè, mà em nóng em giọng bóp bể nát hết mặt em, không còn một miếng máu hết. Có thể nói kể từ lúc đầu thì Uyên cũng là người mà
rất là sợ em sẽ không yêu cô ấy nữa. Đúng rồi. À, cho nên là lúc nào cũng muốn chia tay, muốn ly dị, đòi chia tay, đòi ly dị hoài. Có vẻ mọi người nghe thì sẽ thấy được là nó rất là mâu thuẫn. Tại sao mình sợ người này không yêu mình nữa mà mình lại đẩy cái người này ra? Nhưng thật ra đó là một cái dạng giống như là có những người trên đời này mà họ sợ bị bỏ rơi. Nhưng mà chị hỏi, chị hỏi một câu nó hơi sâu sắc một chút xíu là cái nguyên nhân nào mà em lại có cái tâm trạng như vậy? Đó là một câu chuyện về tuổi thơ của em. Hồi xưa thì gia đình của em rất là nghèo. Nên ba mẹ của em đều phải đi làm, cả hai người đều phải đi làm. Thì bỏ em ở nhà. Em nhớ là lúc đó em khoảng mấy tuổi thôi, chắc 3-4 tuổi. Thì trưa hôm đó trước khi ngủ thì mẹ có mẹ. Nhưng mà lúc mà thức dậy thì em đi kiếm vòng vòng trong nhà, không có thấy ai hết. Thì em rất là sợ. Thì lúc đó em cố gắng em chạy ra em mở cái cửa chính mà không mở được, tại mẹ em khóa cửa bên ngoài, tại sợ người ta vô bắt cóc con mình. Thì lúc đó em mới có cái cửa sổ mở ra, em mới thấy có cái cô đối diện nhà mà em cố gắng em với tay lên. Em nhớ là lúc đó em lùng quá không thấy được á, mà em cố gắng em nhoi lên em hỏi cô ơi, xím dừa ơi, là ba mẹ con đâu rồi, mẹ con đâu? Mà cái cô đó cũng trả lời vậy mà em nhớ hoài, nó là nhà mày khổ quá, ba mẹ mày, mẹ mày chịu không nổi nên bỏ mày đi rồi. Một cái đứa nhỏ như em không hiểu, em sợ lắm. Lúc đó em mới chạy ra em đập cửa, không có cách nào mở cửa ra được. Thì em không nhớ là lúc đó như thế nào. Em chỉ nhớ lúc mà mẹ về á là em khóc, em nói mẹ ơi mẹ đừng có bỏ con. Cái ký ức tuổi thơ đó nó, và rất là nhiều lần sau này thì gia đình em vẫn khó khăn, cho nên em cũng ở nhà một mình nhiều. Thì em phải học cấp để ở một mình, cho nên em rất là sợ bỏ rơi. Cái việc mà sợ bỏ rơi vậy nó ảnh hưởng tới cuộc sống của mình kinh khủng. Em rất là muốn làm điều gì đó để người ta có thể hiểu được là những cái lời nói vô tình của người ta có thể ảnh hưởng tổn thương con nít nó kinh khủng mà người ta không biết được. Em đã đi học một khóa học. Sau 3 ngày ở đó thì em tức là người ta giúp đỡ cho mình để mình hiểu hết cái hoàn cảnh của mình. Có nghĩa là hồi xưa mình không hiểu là tại sao mình là người giống vậy. Thì hiện tại thì em đã biết cách để có thể control bản thân mình, có nghĩa là giúp đỡ mình. Thực ra cái đó không phải là tính xấu, cái đó là nỗi đau. Cái đó là cái sự nóng tính này nó do là một cái nguyên nhân, nó giống như là một cái dạng bệnh á, mình trầm cảm trầm quốc. Thì thực sự là Vân cũng muốn chia sẻ một chút với lại quý vị khán giả và những cặp vợ chồng. Người lớn mình nên bỏ cái thói quen là khi nựng con nít nói cái cảm xúc của mình ra. Chẳng hạn ví dụ như là tao đánh mày giờ mà tự nhiên ngang xương vậy đó. Hoặc là trời ơi hả, coi chừng nha, mẹ mày sanh em bé mới là bỏ rơi mày đó nha. Đó. Hoặc là những cái chuyện mà tương tự như là gieo vào đầu óc trẻ con như vậy thì là sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ là bắt đầu cái trầm cảm nó quá nhiều. Mà nguyên nhân cũng là những cái sang chấn tâm lý vì những câu nói vô tình của người lớn. Thì thành ra là mọi người á, qua cái câu chuyện của bạn Quyên á, thì chúng ta nên suy nghĩ trước sau để mà đối xử với một đứa bé. Cũng xin cảm ơn em về cái câu chuyện, sự chia sẻ của em. Thì bây giờ tới em đó. Bạn này có tính xấu gì không? Tính xấu của ổng em nghĩ là đản trí. Ghê gớm nhất là có một lần là lúc mà mới sinh con thì em mệt quá, ổng kêu ổng trụng bình sữa đi. Thì ổng hứa ổng trụng mà em vô ổng ngủ. Em ngủ đã, cái tự nhiên 2-3 sáng em cảm thấy cồn cào trong người, em sợ. Đi ra thấy rõ ràng ổng không có tắt cái bếp chị. Ổng để cái bếp mở hoài mấy tiếng đồng hồ vậy luôn đó. Bếp ga. Bếp ga. Chị thấy ghê không? Đang là sợ. Nước nó sôi nó cạn luôn á. Dạ đúng rồi, sắp cạn luôn. Thì đó là cái tính xấu nhất. Có lúc mà mới lấy em á, bạn này bự con quá, cho nên á đi lúc nào cũng đùng đùng dằn mắm sáng chén nha ông đi. Mà đối với ổng là bình thường, ổng đi rầm rầm, ổng quơ tay một cái là vô mặt em, ổng đưa lên gối là vô tới đầu em á nè. 6 tháng đầu tiên mới lấy ổng về chung nhà, ổng đánh ông bầm chập không còn gì hết. Thôi giờ không muốn thay đổi nè. Rồi thay đổi điều gì? Em muốn em có thể quan sát mọi thứ nó kỹ càng hơn trong cuộc sống, hay là em biết là công việc nó rất là quan trọng, nhưng em cũng muốn em dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Đôi khi có thể dành ra 1 tiếng, 2 tiếng hay là nửa tiếng cũng được, nhưng mà là cái thời gian mà rất là vui vẻ để dành hai người bên cạnh nhau, với có con bên cạnh nhau. Rồi em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Em nghĩ là Quyên thì đang cố gắng rất là nhiều và đang dần thay đổi. Thì lúc trước là chắc Quyên không có ý thức được là Quyên làm em tổn thương như thế nào.
Nhưng bây giờ vẫn ý thức và không muốn làm em tổn thương. Cho nên là bây giờ thì đang cố gắng rất là nhiều và đang nhận thay đổi, và em rất là biết ơn Quyên gì đó. Cái điều em mong muốn với Quyên là quá đúng, đúng không? Nhưng mà bây giờ vì Quyên đã có một cái problem về cái tâm lý của Quyên như vậy rồi. Thành ra là rất cần cái sự hỗ trợ của em. Mà cái mong muốn của Quyên về em á là hoàn toàn chính xác. Có nghĩa là không cần em phải ở bên cạnh Quyên sáng trưa chiều tối đêm, không cần. Chỉ cần một ngày em dành ra một tiếng hoặc nửa tiếng đồng hồ toàn tâm toàn ý với Quyên, với thì con chắc được. Thì chị nghĩ là cái một tiếng đó là một cái liều thuốc. Liều thuốc nhanh nhất để có thể quên đi cái sang chấn tâm lý và không không bị sợ là sẽ bị bỏ rơi. Chính xác. Rồi nhưng hôm nay đúng rồi, có điều gì đặc biệt thì có một cái món quà đặc biệt cho em ngày hôm nay. Anh không bao giờ hối hận. Rồi bây giờ mời con giới thiệu về mình. Dạ con xin chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận và các quý khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son. Con xin tự giới thiệu, con tên là Phùng Văn Sô, năm nay 32 tuổi, đến từ tỉnh Đồng Nai. Và đây là vợ của con. Con đang làm gì? Dạ con làm kinh doanh về bất động sản. Thôi mời con. Dạ con xin chào cô Hồng Vân, con xin chào chú Quốc Thuận và tất cả quý vị khán giả đang xem đài. Con tên là Trung Thị Minh, 33 tuổi, con ở Biên Hòa Đồng Nai. Dạ. Con đang làm gì? Dạ con là buôn bán. Dạ buôn bán, còn anh là về bất động sản đúng không? Còn con là buôn bán cái gì nè? Dạ con buôn bán đồ ăn vặt á. Đồ ăn vặt. Online hay là trực tiếp ở nhà? Trực tiếp luôn ở nhà. Ở nhà. Dạ. Bán đấy các loại như thế nào con quảng cáo đi. Dạ con bán bánh tráng nướng. Bánh tráng nướng có gì nữa? Trời ơi. Dạ, không mà bán bánh tráng nướng không. Trời lạnh lạnh rồi chị. Gió lạnh lạnh vậy tự nhiên nói chi mà trời ơi. Dạ xỉu luôn á. Rồi nó nghe này, rồi hai chồng lấy nhau bao lâu rồi? Dạ tụi con cưới nhau từ tháng 5 năm 2021. Dạ. Bữa nay là cũng là năm mấy rồi? Dạ năm mấy. Gần 2 năm. Dạ. Dạ. Đó. Rồi có em bé chưa? Dạ tụi con có một bé năm nay được 13 tháng rồi. 13 tháng. Dạ. Cưới nhau được một năm mấy, có em bé được 13 tháng. Dạ. Vậy là cưới xong cái là dính bầu liền. Dạ giờ con bầu 5 tháng nữa. Ô, là bé rưỡi. Trời ơi, nãy giờ thấy lúp lúp cái bụng rồi mà không dám hỏi. Sợ hỏi mà không đúng cái nó kỳ. Chị cũng vậy đó. Như vậy là bé đầu là bé bé dạ, bé gái. Bé gái. Dạ. Còn bé này là biết bé trai bé gái chưa? Dạ thì hiện tại là bé gái. À bé gái luôn. Dạ. Là hai gái. Dạ. Rồi thôi chúc mừng. Thôi chúc mừng đó. Nhưng mà nó nghe nào, bây giờ quay lại thời gian trước đi. Dạ. Hai đứa coi như là lần đầu tiên là gặp nhau ở đâu? Rồi có ấn tượng gì về nhau không? Dạ lần đầu tiên tụi con gặp rồi quen biết qua mạng á chú cô. Dạ là qua một cái app luôn. Cái app hẹn hò. Dạ nhưng mà con thì chơi cái app đó thì đâu có nghĩ là sẽ quen và lấy chồng đâu. Cái lúc đó là con chỉ là tìm hiểu hiếu kỳ thôi, nên là con mới lên chơi vậy á, chứ con không có nghĩ. Và con vô cái mục á thấy ông này thích con. Cái con nhìn trong hình trời ơi sao già chát không biết, mà nhìn già chát à, tại vì không có ăn ảnh đó cô. Dạ thấy già chát à, xong cái bắt đầu cái con thấy nghĩ là chắc lớn tuổi hơn mình mà thôi, cái kết bạn đại, kết bạn đại à, nói chuyện thấy là vui vẻ, nói chuyện thấy cũng được á. Nhưng mà Sô sao lại là thích ngoài thích bạn này ra thì còn thích mấy cô nào ở trên app? Dạ không? Trên app á, thực sự ra thì mình lên app mình cũng dùng cái từ của app là match á, tức là bấm nút thích rất là nhiều. Nhưng mà người ta thích lại mình thì không có phải là ai cũng thích lại mình. Mà thời điểm đó thì cũng không có dự định là sẽ lấy vợ gì hết á. Tại vì cũng cứ bấm thích vậy thôi. Sau đó thì hai người có trò chuyện qua lại. Nhưng mà thời điểm đó thì có một khoảng thời gian khoảng chừng một vài tuần, con quyết định là ngưng, không có tiếp tục nói chuyện với cô này. Với vợ con nữa và nói chung là xóa app luôn. Sao vậy? Tại vì lúc đó không tự nhiên không muốn tiếp tục đi theo những cái app nữa. Tại vì suy nghĩ là app nó không có thật. Thế nó ảo quá đúng dạ. không con? Sau đó thì có những lúc buồn cái tự nhiên lại vào. Vào rồi lại kết bạn lại rồi lại lấy cái lại. Số điện thoại của vợ rồi kết bạn Zalo. Sau đó thì hai người nhắn tin qua lại qua Zalo. Thì cái lúc mà ảnh thoát app á, con có suy nghĩ con dạ có nghĩ rằng là ông này chắc có mối nào ở ngoài ngon lành hơn? Không, con không có nghĩ mối nào, tại con đâu có định quen đâu. Tại vì con nghĩ là quen hoài còn chưa chắc ăn nữa, huống chi quen qua app. Nên là cái lúc mà tự nhiên anh biến mất vậy thì lúc đó con nghĩ cái gì trong con nghĩ là ủa sao mình nói chuyện mà cũng đâu có làm gì phật lòng người ta đâu, sao tự nhiên quỷ kết bạn mình, cái con cũng khó hiểu.
cái con cũng thấy tiếc tiếc á, nhưng mà tại thấy nó chuyện vui á, cái con cũng thấy tiếc tiếc, nhưng mà con nghĩ ôi giờ người ta không muốn kết bạn mình thì thôi chứ biết sao giờ. Cái thôi chịu thôi cô. Cái xong cái thời gian sau này con thấy kết bạn Zalo mà đổi hình đại diện đó cô, con thấy lạ quá, con đâu nhận ra đâu. Cái nhắn tin hỏi thăm con, cái con không có trả lời lại, tại con không thấy quen biết á, nên con phải trả lời lại kết bạn thì kết bạn vậy thôi à. Cái xong này tự nhiên đổi hình nền, kiểu như con nghĩ cũng cái duyên đó cô. Cái đổi hình nền cái con thấy à thì ra là ông nội này, cái xong cái con mới nhắn tin lại sao tự nhiên ông quỷ kết bạn với tôi. Tại vì lúc đầu á quen á là con tưởng đâu lớn tuổi hơn con, cái xong nói sinh năm 90, cái xin chị em đâu chịu đâu cô, cái thế là xin ông với tôi luôn. Tại vì con lớn ông tuổi dạ mà. Con lớn đúng không tuổi. Dạ. Sau khi kết bạn Zalo thì bao lâu tụi con gặp nhau ngoài đời? Dạ chắc khoảng tuần hơn tuần gì đó. Là hai đứa cũng nói chuyện liên tục, mà thời gian đó vợ con đang làm công ty. Thì hay đi K2, K3, rồi xong rồi buổi tối làm K3 rảnh, mà lúc đó con còn đang làm ban ngày thì làm, xong ban đêm cũng làm nữa. Nên cũng rảnh để đỡ buồn ngủ thì gọi video nói chuyện qua lại vậy đó. Cái xong rồi thấy cũng hợp ý nhau. Cái lúc đó thời gian đó con làm ở dưới Long An á. Thì sau đó thì hẹn nhau là gặp nhau ở Biên Hòa, rồi cũng chạy về Biên Hòa gặp nhau. Thì cái ngày gặp đầu tiên á, tại vì thời gian đầu quen nhau qua app nên cũng sợ, tại thấy báo chí rồi viết là những cái vụ quen nhau qua app cũng sợ. Cái có dẫn theo một đứa cháu theo, cháu trai theo để gặp cô này. Thì bữa đi hai người đi ăn bò bít tết, hẹn hò nhau đi ăn, mà còn dẫn theo một cái con kỳ đà nữa. Cái xong rồi bữa đó gặp thì nói chung là cái ấn tượng đầu tiên của con về vợ con là nhìn cũng dễ thương, lùn lùn xíu thôi nhưng mà khúc nào ra khúc đó. Có quay lại nói với thằng nhóc cháu chứ, ê mày, tao thấy chị này được nè, nhìn cái tướng này chắc mốt đẻ sai lắm nè. Như là dạ. Chính vì cái điều đó dạ. Như là càng cái này là mãi sau này khi vợ con hỏi lại anh bữa đầu gặp em rồi anh nghĩ gì, cái nói thì anh nghĩ em đẻ sai rồi thôi. Sai trái dạ. Là nhưng mà cô hỏi con nè, ảnh á thì ảnh ngại anh dắt theo đệ tử. Còn con cái điều gì làm con tin tưởng ảnh mà con đi mình nên? Dạ tại vì về địa bàn của con mà cô. Con đâu có đi chỗ mà. Đó. Không sợ vậy. Dạ. Có ấn tượng lần đầu tiên gặp ảnh ngoài đời thì sao? Dạ con thấy ngạc nhiên luôn. Tại vì thấy trẻ quá, trẻ hơn con nhiều luôn. Mà thấy đẹp trai nữa, cái mòi này hơi chết rồi. Tại như là chết chứ chị. Dạ. Cái lúc đó con cũng khớp lắm, tại vì con nhìn thấy bề ngoài chững chạc phong độ mà đẹp trai quá. Mà bình thường thì con gặp những bạn khác kiểu như là trong công ty á, có mấy bạn nam đồ hoặc là những người lớn hơn con á, thì con nói chuyện bình thường lắm, không có rung, không có gì hết á. Tự nhiên gặp ổng cái xong cái con hay rung. Rung mà lúc đó con nói nhiều lắm. Rung mà nói chuyện mà tai cứ lạnh ngắt vậy đó. Thường người ta rung người ta ú ớ, người ta ít nói, còn em rung là nói nhiều. Nhưng mà nói tóm lại là hai đứa gặp nhau đều cảm mến nhau, đều đúng thích rồi. Nhau đều có ấn tượng tốt. Đúng bên rồi. Này là như là sai trái. Đúng rồi. Còn bên kia là đẹp trai, phong quá. Độ có nghĩa là ngay cái hôm đầu tiên là con xác định là đến với nhau rồi đó, đúng dạ, rồi. Dạ con thích nhưng mà con nghĩ là chắc cái anh này không có thích con đâu. Tại sao? Tại vì tính con hay tự ti á, tại vì con nghĩ ôi mình chỉ làm công nhân thôi, người ta làm văn phòng dễ gì người ta chịu mình, với lại con xấu nữa nên là nghĩ là chắc người ta không chịu đâu. Tại nghĩ chứ bạn bè thôi à. Nhưng mà sau đó về nhà thì là ảnh là người chủ động nhắn tin và gọi cho con đúng không? Dạ, dạ. Đúng rồi. Sau đó là hai đứa nói chung là con khoan đã, con vui không, và con có thấy rằng là con không nên tự ti với cái mối quan hệ này không? Dạ con vui chứ. Tại vì hả, nghĩ mình tệ vậy mà lại có người vậy mà thích mình, chịu gặp mình nữa. Lần cho ông bỏ luôn, ông bỏ chạy luôn chứ dễ gì đúng không? Con nghĩ trong đầu vậy gì? Đúng không? Dạ. Rồi xong rồi, nhưng mà rồi con thì sao? Đó, sau khi con về. Đối với con thì cái vẻ bề ngoài á, cứ mà về khuôn mặt á thì nó cũng không nhất thiết phải quá đẹp. Mà lúc gặp vợ thì thời điểm đó thì thấy là vợ cũng xinh chứ không phải là đúng rồi quá xấu. Dạ. Tại tự vợ con tự ti thôi. Dạ. Cái thời điểm đó không có giống như bây giờ đâu cô. Lúc đó ốm có 50 mấy ký à. Nhìn mà khúc nào ra dạ. Khúc đó đẹp mà nói chung là đẹp mà tức là hợp nhãn, nói chung là hợp nhãn đó. Dạ. Đúng rồi. Thứ hai là cái cảm giác khi nói chuyện cảm thấy rất là hợp, hai đứa nói chuyện với nhau là giống như là hết pin điện thoại thì thôi á. Là lúc nào cũng video call cho nhau. Cái chiều hôm trước thì gặp nhau, xong rồi bữa sau con từ tại về quê xong là sẵn ghé thăm luôn. Về trên nhà thì gọi điện liên tục rồi đó. Cái bố mẹ cũng hỏi ủa nay mày có bồ hay sao mà thấy mày gọi điện liên tục. Cái cũng không nói gì, cũng cứ tủm tỉm vô trong phòng rồi cầm điện thoại gọi hoài. Cái xong rồi chiều bữa đó
mới hai đứa mới gọi cho nhau hỏi chứ em ơi chiều mai anh chiều ngày mai anh xuống thì gặp nhau nha. Cái xong rồi vợ mới lúc đó mới nói chiều nay em bận rồi mẹ không cho vô nhà, mẹ không cho đi. Ồ, cái xong rồi không? Dạ tại vì trời mưa với lại đó giờ con có đâu có dắt bạn về nhà đâu. Cái ai cũng nói sao lớn tuổi mà không chịu lấy chồng, cái con cười cười vậy thôi. Tại mà con cũng này... nghĩ con đâu có lấy chồng đâu. Nhưng mà lần này là có mối mà mối ngon nữa. Cái xong rồi cái xong lúc đó con mới nói giỡn là vậy không mẹ không cho ra ngoài thì thôi giờ anh vô nhà luôn được không? Cái nói tự nhiên nó đột xuất vậy, cái xong vợ kêu thiệt hả? Cái rồi cái xong rồi cái vô luôn. Vô luôn mới gặp mẹ. Dạ gặp phụ huynh luôn, đó là gặp phụ huynh luôn. Gặp mẹ sao? Dạ thì gặp thì mẹ có mời cơm. Rồi ăn cơm với cả nhà rồi ngồi ăn cơm xong thì con cũng về, thì lúc đó cũng coi như bạn bè bình thường, chưa có gì hết á. Nhưng mà lúc con về rồi mẹ mẹ cũng mừng sao? Vui lắm á, tại vì nhiều người có hỏi là tại vì lớn rồi mà sao không hay có gia đình á. Dạ cái xong cái lúc đó là đi cà ba mà nghe ông này vô thì lạc đặt dọn dẹp nhà cửa, cái mẹ này tao đi cà ba thấy mày đi cà ba mà dọn dẹp nhà cửa là tao nghi rồi. Xong cái mẹ cũng mừng cũng vui, mẹ cứ cười tủm tỉm vậy á. Rồi tiếp tục chuyện tình, cái chuyện ấn định cái việc tiến tới của hai vợ chồng con là nó có hai việc đầu tiên là cái chuyến đi sau khi gặp bữa đó về là hai đứa vẫn cứ nói chuyện qua lại rất là nhiều. Sau đó có một cái chuyến đi Bảo Lộc từ thiện đi ở chùa là công ty con tổ chức, thì con mới rủ cô này đi. Thì cô này nói là hả em đi để em về xin nghỉ là thứ nhất, thứ hai là xin mẹ, mẹ không cho đi qua đêm đâu. Cái với lại bây giờ em cũng không có tiền để đi. Cái con mới lúc đó giống như kiểu sung lên rồi. Nói thôi để anh lên anh xin ba mẹ cho. Anh lên tận nơi anh xin phụ huynh cho đàng hoàng tử tế chứ không phải để em xin. Rồi chi phí đi anh lo hết. Với lại nhắn thêm với cô này một câu là lần này anh đi anh mời bố theo nữa, nếu mà bố ưng á là xong phim em luôn á. Ủa là bố mời bố con hay là bố? Dạ, bố của con. Dạ hai bố con đi cùng đó. Dạ. Cái xong rồi là chuyến nó đi thì nói chung là đi bữa đó chuyến nó đi cũng rất là vui, đặc biệt là ý nghĩa hai đứa có thể tham gia cái chương trình cái chuyến từ thiện đó. Thì có cảm nhận về nhau về cái nhìn nhận về cái tính cách cũng như là cách ứng xử với cộng đồng á. Nhưng bố thì sao, bố có ưng? Dạ bố thì cũng rất là vui, tại vì bố con thì cái tính cũng vui vẻ cũng cởi mở và mong muốn có một người con dâu là cái tính tình lúc nào cũng thoải mái, hay nói chung là cái tính người Bắc gọi là đon đả đó. Thì bố chịu. Dạ bố ưng. Thì bố thì cũng ưng, bố cũng vui vẻ, bố không có gì hết. Nhưng mà đó là cái chuyến đi xa lần đầu tiên của hai đứa. Dạ. Nhưng mà kẹt cái là có phụ huynh đi theo. Dạ nhưng thực sự ra là bữa đó cũng đi vô chùa không à. Cũng không, chủ yếu cái mục đích đi của chuyến đó là để làm từ thiện và hai đứa nhìn nhận về cái tính cách cũng như là cái nhận diện ra nhau. Dạ. Đó. Dạ. Rồi coi lần sau có chuyến đi nào đi riêng không mà của hai đứa? Dạ. Cái nụ hôn đầu tiên đó, cái nụ hôn đầu đi. Tiên nó xuất hiện là trong cái chuyến nào? Dạ, dạ chuyến đó luôn ạ. Là cái chuyến đi từ thiện đó đúng không? Dạ. Là lén lén đợi bố ngủ xong rồi lén lén hôn. Dạ, không, dạ, không. Trong chùa không dám làm gì hết. Tức là trong chùa thì hai đứa vẫn nói chung là như hai người bạn bình thường. Không, có thể là lén lén sau, đi thoát sau khỏi đó, chùa. Dạ, sau đó khi đi về rồi á, khi đi về thì con mới chở cô này từ chỗ gửi xe về nhà. Sau khi về thì nó mà rước rồi trả về đúng nơi đón ban đầu xong rồi đưa về nhà, rồi lúc mà cô này ra tiễn thì hai đứa mới chọn cái gốc cây đầu đường bắt đầu cướp răng nhau. Dạ. Tại sao cái nụ hôn đầu tiên của cuộc đời con đúng không? Dạ con hồi hộp, tim đập nhanh. Dạ lạnh người. Trời ơi, mới hung mà con giống như con bị tuột huyết áp vậy. Thì cái lần đầu chuyện ấy thì lúc ấy con có xỉu không? Dạ không, con không có xỉu. Tại vì con quen, cứ hung lần đầu là con vậy chứ mà bắt nhịp vô cái là con quen liền. Quen liền. Rồi bây giờ nè, sau đó rồi có cái chuyến đi xa nào rồi mấy đứa coi như là vượt quá giới hạn không? Dạ sau đó thì không đi xa nhưng ở gần cũng vượt quá giới hạn luôn. Ở gần cũng vượt luôn. Đâu kể cho nghe coi cái chuyến đằng sau. Cái chuyến đầu tiên vượt quá giới hạn của vợ chồng con là bữa đó là lúc con vẫn còn dưới Long An đang làm dưới đó. Thì ở dưới đó thì buồn nó rủ vợ xuống chơi. Thì lúc đó hai đứa thì chưa đi quá giới hạn lần nào. Bữa đó thì hai đứa đi lúc trong lúc nó không phải lúc nhưng nó giống một quán cà phê nhưng mở nhạc DJ vậy đó. Sau đó thì vợ con mới thấy cái bàn bên người ta uống cái trong bâu mà cái loại chai trong bâu úp ngược á. Cái vợ con mới hiếu kỳ hỏi anh ơi cái đó uống có được không, cái con nói được cái sao không thử đi anh uống hoài. Bữa đó kêu bữa nay chắc vợ uống này chắc xỉn quá, cái mừng trong bụng rồi. Cái xong rồi cô này mới uống hết một chai, con cũng uống một chai.
Sau đó thì về cái cô này mới nó về tới phòng. Mấy lần trước thì bình thường rồi này, cái tự nhiên kêu anh em nóng quá. Cái rồi nóng quá rồi bữa đó không mặc đồ luôn. Cái rồi làm, nhưng mà cuối cùng về con mới biết là không phải là cô này bị xỉn. Say nhưng mà là say tình. Đó. Đúng không? Chú say bia. Chú một chai bia ướp ngược thì làm gì xỉn đúng không? Đó. Rồi sao? Rồi hôm đó có bị lỡ kế hoạch không? Dạ không, bữa đó chưa bị lỡ kế hoạch. À, cái đó là về vợ con có nói với con một câu là em nói cho anh biết, tức là sau này cứ mới nói, em nói cho anh biết. Hồi đó anh đừng tưởng anh là gà nha, thực ra anh chỉ là thóc thôi. Tôi mới là gà nè. Em muốn nuốt, hồi nào muốn nuốt. Cái xong lúc đó con chỉ trả lời một câu thôi, phận trai 12 bến nước biết làm sao bây giờ. Trao cho em luôn đó. Thôi bao lâu thì bà mai đứa mới đám cưới? Kể từ buổi tối đêm mấy? Dạ cuối 30 tháng 4. Dạ thì sau bữa đó thì có một cái một lần quyết định nữa là gia đình con mà có một cái đám cưới thì con mới quyết định là mời qua nhà để xin phép ba mẹ với gia đình bên vợ là mời cô này đi chung đến đám cưới của một đứa em họ. Thì tới đó thì con cũng mạnh dạn giới thiệu với tất cả mọi người là đây là bạn gái của con để giới thiệu đàng hoàng với bên gia đình của mình để mọi người cùng biết. Nói chung là công khai để mọi người được biết. Thì sau đó về thì hai đứa gia đình ân huyền đúng không? Dạ, hai đứa tính toán đến chuyện quen nhau và tính cái chuyện cưới nhau. Dạ. Rồi có kế hoạch là sẽ để sang năm rồi cưới. Nhưng mà cuối cùng vỡ kế hoạch. Dạ không, kế hoạch thì vẫn theo kế hoạch. Còn cái chuyện có em bé thì nó cũng là theo kế hoạch luôn. Dạ. Tức là đã xác định cưới vào cái dịp đó. Sau đó thì hai chồng nói là quyết định thả để, tại vì cũng xác định là cũng tuổi cũng không còn nhỏ nữa, thì thả để dính thì được, không dính thì từ từ cũng phải thả thôi. Nên là đã xác định ngày cưới rồi và đi đăng ký kết hôn xong xuôi rồi. Và thả luôn. Dạ, thả luôn. Như vậy là sau ngày cưới là như là mới có bầu hay là trước ngày cưới luôn? Trước ngày cưới là nhưng mà tại vì xác định luôn là thả luôn. Tại vì tuổi lớn rồi cho nên là cứ việc thả có cũng được mà không có là tính tiếp. Nó ý là nhưng mà là khi mà phát hiện có bầu thì là hai vợ chồng vui không? Dạ vui. Vui chứ. Xác định rồi đúng không? Vui chứ, bởi vì nghĩ là mình lớn tuổi rồi. Mình cần phải nghĩa là bây giờ cứ thả thoải mái đúng không? Dạ đúng rồi. Bởi vì cũng suôn sẻ quá. Như là có cái lý do nào nữa không ngoài tuổi tác? Dạ. Tại vì mẹ con á thì kiểu như là cũng ngại về mấy cái chuyện mà bầu trước cưới á. Dạ. Nên là khi mà con có bầu á, cái con cũng nói với mẹ. Cái mẹ nói là sao không để lên tới ngày cưới rồi hả ấy. Dạ. Cái con mới nói là kiểu như tuổi con cũng lớn rồi á, với lại mà mình có bầu với chồng mình chứ đâu phải có người khác đâu mẹ lo. Cái mẹ cũng xui theo. Chứ mẹ con cũng lo là sợ là bầu trước rồi sợ bên đàn trai kiểu như là không cho đi vô bằng cửa chính á. Dạ, kiểu vậy. Rồi có nghĩa là tụi con, cái tình yêu của tụi con nó suôn sẻ từ những cái ngày đầu cho đến lúc cưới luôn. Dạ. Có gây lộn, có kiểu như có lúc nào mà giận hờn mà đòi chia tay chia chân gì không? Dạ có giận hờn nhưng mà chia tay thì chắc là không có. Nhưng mà giận hờn thì chỉ nói cái kiểu câu như mà được thì được, không được thì thôi, chứ không có nói là chia tay đi hay gì hết. Thì có lần đó là bữa đó là mùng 3 Tết thì hai chồng có gặp nhau, xong rồi tới mùng 4 là có giận nhau. Sau khi giận nhau thì cũng vì những lý do đơn giản thôi, là tại vì không hiểu nhau thôi, những cái thói quen sống rất là nhỏ rồi. Sau đó hai chồng giận nhau, cái xong rồi chừng khoảng được chưa đầy ngày đó thì làm hòa. Cái vợ con mới nói là cái đợt này em tưởng là chia tay rồi, sao em lo ghê, không biết là lỡ mà sau này có chuyện lớn hơn thì sao. Cái lúc đó con mới nói là thôi, đằng nào cũng vậy thì thôi, giờ mình anh cũng sợ là hai đứa mình xa lắm, xa nhau lắm. Thôi giờ tính toán là chuyện tới khoảng 2-3 tuần đó mình cũng đi bỏ rượu rồi. Thì thôi mình thả luôn, là vì cái lý do đó nên hai vợ chồng mới tính cái chuyện là thả có con luôn. Thả con luôn. Dạ. Rồi. Đó là một cái dấu mốc là hai vợ chồng suy nghĩ là để gắn kết hơn. Là biết trước luôn đó. Dạ. Là biết trước hết luôn. Dạ, nhưng mà có nhớ được cái thời điểm nào mà coi như là mình dính luôn không? Dạ có. Sau này con mới điều tra ra là cái thời điểm nào dính. Đó. Nhưng mà cái thời điểm đó, bữa đó là hai vợ chồng đi chọn nhẫn cưới. Dạ con đi chọn nhẫn cưới xong rồi. Hồi đó lén mẹ chứ đâu có cưới đâu, đi nhà nghỉ là lén mẹ không á. Cứ đi thử nhẫn cưới về cái buổi trưa chắc 11 giờ mấy á. Cái nắng quá cái nói vợ chứ. Em ơi nắng quá đi chỗ nào.
mình làm tí đi. cái câu chuyện là tới bây giờ con nhớ còn mắc cười là hai chồng đi vô trong nhà nghỉ đó, cái sợ là quá giờ về mẹ biết mẹ la. Cái nói vợ chứ mình đi một tiếng thôi nha em, đúng một tiếng thôi nha. Cái xong con nhớ là chui vô nhà nghỉ trong cái hẻm trong tút trong sâu á, bà chủ bà nói 1 tiếng 60 nha con. Cái nhà nghỉ nó nhỏ, nhà cấp 4 nhỏ xíu à. Cái xong rồi chui trong nó, cái xong trả tiền trước luôn. Bà lấy tiền trước luôn, kêu con ở 1 tiếng thôi cô ơi. Cái xong hai chồng mình xong xuôi hết rồi, mệt quá nằm ngủ. Trời ơi, đang ngủ quá trời ngủ, tự nhiên cái mê man cái bà đập cửa đúng. Hết giờ. Lần đầu tiên trong đời mà thấy đi nhà nghỉ mà bị ta đuổi ra vì hết giờ. Ai biết trả tiền trước thì đúng không? Trả tiền trước đúng cho giờ. Phải đi về thôi để người ta còn tiếp khách khác rồi, đúng không? Đúng giờ là lên đường thôi. Cái xong rồi sau này khi mà về con rà lại con tính toán lại. Dạ, mình biết là cái thời điểm đó là có bầu, cái con mới nói vợ con là rồi đúng rồi. Bữa đó chắc bà chủ bà đập cửa dữ quá, vợ sợ quá và rụng trứng cái đẻ luôn. Dễ thương. Lý do chính đáng. Lý do chính đáng một. Mất hồn á. Mất hồn rụng trứng rớt bẹp. Rồi. Trời ơi, này vui quá. Ừ. Thôi bây giờ vô cái chuyện mà bây giờ tới cái vụ này nè. Cái này mới đúng là cái phần mát. Dạ. Mà chắc có lẽ là chắc con khoái lắm đó. Cái phần mà khui cái tật xấu của bạn ấy đó, đúng không? Đúng không? Con coi chương trình này nhiều mà. Dạ, đúng không? Con thích chương trình này. Dạ. Con thích chỗ này không? Dạ. Con thích cái đoạn này không? Dạ thích. Đó. Bây giờ con khui trước đi. Nhường con nói trước đó. Chồng con là chỉ có đói bụng thì quạo thôi, quạo nhìn mặt đói nghiêm bụng lắm. Dạ. Xấu đói. Dạ, xấu đói, tính xấu. Ảnh cũng biết ảnh tính là cái nó xấu đói á, nhưng mà thì con cố gắng không làm cho anh đói là anh không quạo. Như ví dụ như bây giờ con đang quay này là con đói hay là con chưa đói? Dạ vợ con biết con đói nên nãy vợ con có quốc cho hộp cơm mà. Cái chồng giờ nó lên, bởi vì nó mới vui đó chị. Mới vui đó. Chứ không mà tới giờ này. Nó vui quá trời. Nãy giờ mà nó bạo lắm á. Nó nổi rồi hả? Rồi xấu tính đói nè. Hỏi gì nữa? Dạ với lại kiểu là góp tính ảnh thẳng thắn á, ảnh góp ý thẳng quá. Là ví dụ như là về nhà mẹ con chơi, cái con mà làm chậm gì kiểu như là con hay quên gì cái ảnh nhắc. Anh nhắc là anh có mặt mẹ đó, anh nhắc luôn là anh không hài lòng gì thì anh nhắc luôn có mặt mẹ đó. Cái con mới nói với ảnh là có gì thì về hai chồng nói nhau, tính con không thích là gây lộn hay là cho người khác biết gì hết á, là kiểu như vợ chồng về không thích gì không được gì á thì nói nhau biết hiểu nhau chứ không có trước mặt người khác mà góp vậy. À, con không thích cái đó thôi. Dạ. Có nghĩa là nói trước mặt mẹ. Dạ, về nói những trước cái mặt tính của vợ trước mặt. Dạ. Người khác. Dạ. Nói chung là như vậy. Dạ. Đúng không? Dạ. Gọi gì nè. Dạ vậy thôi à. Có đào hoa không? Dạ đào hoa. Dạ đào hoa. Có ghẹo gái không? Dạ cũng có ghẹo nhưng mà mấy cái đó con không có ấy. Không sao đúng không? Dạ. Mà có bao giờ mà ghẹo gái trước mặt vợ không? Dạ có hồi trong mùa dịch á, cái ảnh cũng lên trên mạng á, các bạn với mấy bé kia kìa. Cái xong cái mấy bé kia gọi lại, ảnh đang nằm với con, cái ảnh cũng kể cho con nghe. Ảnh cũng nói cái bé đó gọi tới, ảnh cũng bắt máy có mặt con đó luôn. Cái xong cái con bé nó gọi bé gọi máy ảnh, cái ảnh nói alo, cái con bé nói anh đang làm gì vậy, cái ảnh nói là anh đang nằm. Cái con bé hỏi nằm với ai, cái nó nằm với vợ, cái nhỏ nó anh đù. Xong tắt máy luôn, con chưa kịp nói gì. Hai vợ chồng cứ cười vậy. Nghĩa hả? Dạ, nói chung là cái đó thì không phải là cái gì gọi lén lút mà gọi là vui thôi. Hai chồng thì cũng sàm sàm vậy chứ không tánh con hai sàm. Ông ghẹo người ta nhiều khi chúng với những đứa bé nó mới lớn. Dạ. Ghẹo vậy rồi tội nghiệp nó tổn thương. Hồi đó thôi chứ tới bây giờ thì sau khi mà vợ bầu đứa thứ hai rồi thì vợ cũng hay nhạy cảm á. Nên là con cũng không có bao giờ đùa giỡn kiểu đó nữa. Thôi bỏ đi, dạ. Bỏ đi, không vui. Nó cũng không có gì là hay ho nên không. Hay. Dạ. Đúng rồi, hay á. Dạ. Rồi vậy là con mong chồng con thay đổi những điều gì trong những điều con mới kể? Dạ, chỉ cần ảnh là kiểu như góp ý con thì góp riêng cho mình con thôi. Dạ. Còn đói thì con khắc phục được, đừng để ảnh đói là ảnh sẽ không bỏ. Đó, khắc phục được. Dạ. Hay. Rồi bây giờ tới con đó, Sô. Dạ con thì vợ con chỉ có tật duy nhất là mà con cảm thấy là con hay khó chịu thôi, là chậm chạp và ngủ bất chấp. Tức là vợ con có thể ngủ bất chấp hoàn cảnh, bất chấp thời tiết, bất chấp ở lúc đâu nào buông ra cái ngủ. Dạ buông ra là cái ngủ được ngay. Và ngủ rất là mê ngủ luôn. Ngủ nhiều khi mà tự làm chày mình luôn cũng không biết nữa. Tức là ngủ rất mê ngủ luôn. Vợ con thì có cái tật đó là tức là con đi đâu xa thì hay nhắn với con là anh đi tới nơi nhớ nhắn về cho em nha, hoặc gọi cho em nha để em đỡ lo. Cái xong rồi con đi tới nơi rồi con nhắn lại cái em ơi anh tới rồi. Cái xong rồi vợ ngủ mất tiêu, sáng mới dậy đọc tin nhắn.
Nhiều lúc con lúc thời gian lúc đầu á con phải suy nghĩ trong đầu thôi. Rồi cô này đâu có yêu mình đâu, nói lo cho mình đã đỡ lo mà ngủ tới sáng chứ đâu có lo, đâu có suy nghĩ gì đâu. Anh hay nghĩ vậy cô, kiểu như là anh nghĩ là lúc đầu mới quen nhau giận hờn linh tinh là mấy cái chuyện đó, anh cứ nghĩ là con không yêu ảnh là không quan tâm á. Dạ. Nhưng mà tại vì con thời gian con làm ca kíp nên là con phải cần ngủ á, ngủ để vô việc làm để tỉnh táo. Mà con nói là yêu thương là hành động, với lại do ảnh cảm nhận là ảnh biết chứ đâu phải là đã thức rồi nhắn tin ảnh mới biết là con thương ảnh đâu. Bởi nghĩ vậy nghĩ quan cho con. Tại vợ con này tính vô tư quá. Vô tư đó. Vô tư và không có cầu kỳ trong cái vấn đề mà giống như là phải như này phải như kia để cho lãng mạn á. Vợ con thì không như vậy, nhưng mà con thì có một chút gọi là phải quan tâm kỹ một chút và hơi cầu kỳ, hơi lãng mạn một chút. Thì cái yêu cầu suy nghĩ nó hơi kỹ một xíu chứ không có sơ sài được. Ví dụ như đi tới nơi thì con luôn luôn là anh em ơi anh tới rồi, hay là giờ này anh làm cái gì đó, hay gọi video vào cho vợ để nói cho vợ biết là mình đang làm cái gì, đang ở đâu, hay là đi đâu tới trễ quá không về thì sẽ nói với vợ trước để đừng chờ cơm, hay là nếu mà trễ qua cái giờ đó sẽ gọi lại cho vợ. Ví dụ như hẹn là 10 giờ anh về mà 10 giờ chưa về được thì sẽ nhắn lại cho vợ. Thế con mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Thực sự ra thì cái trước đây thì con có suy nghĩ nhiều về cái vấn đề là hai vợ chồng phải thay đổi vì nhau lắm, nhưng mà hiện tại thì vợ con cũng có những tính xấu, nhưng mà con không có suy nghĩ là mình phải thay đổi, cho không cần vợ phải thay đổi gì hết, tại vì con suy nghĩ là vợ con cứ như vậy được rồi, thay đổi nữa chắc chết quá. Thật ra tới đây thì chú lại rất là chúc mừng con. Dạ. Là bởi vì con đã có được một người chồng rất là tâm lý. Dạ. Chị nhớ lúc đầu bạn ấy khi gặp bạn này lại có một cái sự tự ti. Không biết là anh ấy có chấp nhận mình, có chịu mình hay không. Yeah. Với một người đàn ông có ngoại hình rồi, lại có công việc như vậy thì có chấp nhận yêu một cái cô bé công dân như mình hay không. Yeah. Đúng không? Yeah. À, bây giờ thì không biết là chú rất muốn nghe cái cảm nhận của con về cái người đàn ông này. Yeah. Người chồng mà mình đã lựa chọn là một người rất tâm lý như thế này. Yeah. Con thì trong lòng con cảm thấy may mắn lắm. May mắn vì gặp được anh này mà anh này chịu chấp nhận là con làm vợ nữa, tiến tới với con. Nhưng mà sống chung ảnh rất là tâm lý. Dạ. Yeah. Cái gì cũng lo lắng quan tâm. Hồi đợt con bầu á là anh nhờ con kiểu như con lụm gì đúng không, đứng ngay cạnh góc bàn á, anh sợ con đứng dậy cái con bá cái bụng vô cái góc bàn á, anh lấy tay anh che, nhiều cái là anh làm âm thầm lắm, anh không có nói ra đâu, nhưng mà con quan sát con thấy con biết á, nên là con vui lắm. Dạ. Cô thì cô thấy vậy nè, thực ra thì chồng con á là không mong muốn con thay đổi cái điều gì. Dạ. Nhưng mà theo cô á thì với một cái người chồng mà như con vừa nói ha, thì anh này là anh vừa tinh tế. Yeah. Anh tinh tế, anh quan tâm và anh gọi là anh cũng nhạy cảm nữa đó. Yeah. Chứ không phải là ấy đâu. Yeah. Thì thành ra là cô nghĩ con cũng sẽ phải tự gọi là thay đổi bản thân. Yeah. Mình nhất là cái việc mà quan tâm nhau. Yeah. Thực ra nó cái hành động là một chuyện là đương nhiên rồi, vợ. Yeah. Chồng với nhau á, yêu thương nhau bắt buộc phải có hành động rồi. Yeah. Nhưng cái có những cái á theo như là ví dụ như một cái tin nhắn thì mình nghĩ đó không phải là hành động, nhưng thực sự đó là hành động. Yeah. Một cái hành động rất là cụ thể. Giờ. Cái gì à? Micro chị Vân đúng không? Đâu có đâu. Rồi, ok tiếp chị Vân. Ủa? Nó mới nhắn micro chị Vân. Nó đi nó suột lại cái đó, nãy giờ 100 cặp á. Ừ. Rồi. Thực ra thì cái vấn đề ví dụ cô nói như là tin nhắn đi. Yeah. Thì có thể con nghĩ đó không phải là một cái hành động, nhưng thực sự đó là một cái hành động. Yeah. Hết sức là nó nhỏ thôi nhưng mà nó lại cực kỳ có nhiều ý nghĩa. Yeah. Con đừng để chồng con bị mất cái thói quen đó đối với con. Yeah. Thì bằng cách là con phải tương tác lại cái đó. Yeah. Chứ nếu không chồng con mà bị mất cái thói quen đó là con là người lỗ vốn. Yeah. Con hiểu cô không? Yeah. Đó, thành ra mình sẽ tự thay đổi mặc dù anh không mong muốn, nhưng yeah, mình tự biết. Đó thì có thể là con ngủ. Tại vì á, cái giấc ngủ đối với bạn á, rất là quan trọng. Tại bạn làm ca làm kiếp. Yeah. Thì dễ lắm. Trước khi con ngủ, con nói là chồng ơi, không biết anh tới chưa, nhưng mà bây giờ vợ buồn ngủ quá. Thì em ngủ trước nha, nhưng mà tới anh cứ nhắn cho em để em yên tâm. Yeah. Sáng em yên tâm là anh đã tới rồi. Yeah. Đó, thì khi mà chồng con đọc được cái tin đó là chồng con hiểu cái vấn đề. Yeah. Liền. Yeah. Thì không bao giờ suy diễn nữa. Yeah. Đúng không con? Đúng không rồi. Bao giờ suy diễn. Yeah. Mà nó đó. Thì từng cái điều nhỏ đó, tại vì con đã sở hữu được
một cái đức ông chồng là vừa đẹp trai vừa tinh tế vừa tế nhị là yêu thương vợ con nữa, thì con đừng để mất những cái gì mà anh ấy đã có. Hiểu không? Những cái đức tính tốt mà anh ấy đang có và đã có. Gửi chị Vân quá tuyệt vời nghe. Dạ con cảm ơn. Rồi chúc mừng hai vợ chồng nghe. Rồi chú cũng chúc cho con hai mẹ con mẹ tròn con vuông. Sắp tới ngày khai hoa nở nhụy rồi đúng không? Và bé này là sinh năm mèo nữa, mèo vàng nữa. Rồi chúc cả hai vợ chồng luôn hạnh phúc và cùng nhau nắm tay nhau vượt qua những khó khăn, lúc nào cũng yêu thương ha. Bởi vì các bạn đã chọn được hạnh phúc của mình. Hạnh phúc là lựa chọn. Cảm ơn. Con cảm ơn cô chú. Rồi.